Một cái tin rất là quan trọng là Tổng thống Trump đã trở lại tòa Bạch Ốc. Kính thưa quý vị, gặp gỡ ông Joe Biden trong cái buổi gặp gỡ rất là, phải nói là phải dùng cái cụm từ gì đây, hơi thân mật, không còn căng thẳng như là những ngày tháng khi mà hai người vẫn còn là một đối thủ. Chúng ta vẫn còn nhớ là khoảng chừng tháng 6 đây thôi, thì hai bên đã có một cái cuộc tranh luận. Và trong cái buổi tranh luận đó, ông Joe Biden đã gặp nhiều cái vấn đề về trí nhớ của ông ta. Và sau đó thì ông ấy tự động rút lui khỏi cuộc đua vào tòa Bạch Ốc. Thì cuộc trở lại lần này của Tổng thống Trump có vẻ như là hàn gắn lại tất cả. Và ông Joe Biden đã dùng một cái cụm từ rất là thân thiết, gọi là welcome back, chào mừng Tổng thống Trump trở lại tòa Bạch Ốc. Và hai bên có một buổi nói chuyện với nhau, và chúng ta có thể thấy là một cái lò lửa ở đằng sau cái background. Không biết là hai anh khi mà nhìn thấy ông Trump quay về trong tòa Bạch Ốc thì anh có cảm nghĩ gì ạ? Xin mời anh Hải. Kính thưa anh Sơn Lê, anh Nguyễn Quốc Vinh và toàn thể quý vị. Cái vấn đề mà ông Trump trở lại thì phải nói rất nhiều người người ta đặt một dấu hỏi là vì sao mà lại trở lại vào lúc này? Và đây là lời mời của ông Joe Biden. Thì trước đó thì có họp báo Nhà Trắng, có người hỏi phóng viên Nhà Trắng là tại sao trong cuộc họp này lại không có bà Kamala Harris? Thì bên đó mới trả lời rằng là bởi vì bà Kamala Harris không có vai trò nào trong cuộc họp này hết. Và vợ của ông Donald Trump cũng lấy lý do là không tới. Cho nên chỉ có ông Trump và vợ chồng của ông Joe Biden mà thôi. Cuộc họp này kéo dài khoảng gần 2 tiếng. Và theo nhiều nguồn tin thông tin thì trong cuộc họp này là bà Steele đã trao cho ông Trump một cái lá thư mà không hiểu trong đó nói cái gì. Và sau khi kết thúc thì ba người chụp hình thì bà Steele lại mặc chiếc áo đỏ. Bà Chiêu á, lại mặc chiếc áo đỏ. Thì người ta không hiểu là bà Chiêu mặc áo đỏ với cái ý đồ gì. Và sau đó lại một cái nữa là sau khi ông bắt đầu ông Trump bay về Florida á, thì có hàng loạt có những cái tên được bổ nhiệm mà gây tranh cãi. Đó là ông Mark Gates là được bổ nhiệm vào Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tức là ông Donald Trump đề nghị quý vị ạ. Rồi sau đó có Tulsi Gabbard. Thế thì bây giờ người ta đặt là không hiểu rằng là hai người này gặp nhau bàn cái gì, chỉ có ba người thôi mà trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó thì bắt đầu mới người ta mới chiếu công khai cái hai đoạn hai người bắt tay nhau và nói. Thì nhảy như Sean Lennon nói thì ông Donald Trump nói là welcome back, tức là ông Joe Biden nói vậy. Rồi ông Donald Trump thì có vẻ cảm ơn ông Joe Biden. Rồi cái thái độ bắt tay ấy, người ta phân tích cái thái độ bắt tay này thì có vẻ ông Donald Trump có cái vẻ là nhún nhường. Nhún nhường thì cũng như gần như là gọi là thank you ông, đại khái có những cái phân tích về cái cách bắt tay ấy. Thì rõ ràng là hai ông này có một cái trao đổi gì đó mà lại có một lá thư của bà Chiêu. Thì rõ ràng cái vấn đề này nó đặt một dấu hỏi rất lớn. Sau đó thì ông Trump, tức là khi rời khỏi, ông lại tuyên bố là chọn một số người mà trong đó có một nhân vật gây tranh cãi, đó là ông Mark Gates, mà là Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Và hiện nay hầu như tất cả chức mạng, mấy anh em bên Dân Chủ họ đều la làng hết à. Họ nói nếu tay này mà là Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì sẽ có nhiều cái chuyện phải bàn. Bởi vì ông này thứ nhất là cực hữu, tức là ông rất là phải nói rằng là chiến đấu tới cùng. Và chính ông là cái người đã đưa ra đề nghị mà trước phế ông McCarthy á. Chỉ có một phiếu ông mà cuối cùng đã thành công. Và ông cũng là cái người sát cánh với lại ông Donald Trump, cũng như là cái suy nghĩ và đường lối của ông giống y như ông Trump vậy đó. Mà hiện nay ông Trump thì đang đưa vấn đề gọi là tát cạn đầm lầy, cũng như là lật lại các vụ án, trong đó vụ án 6 tháng giêng, rồi mấy cái vụ án của ông Trump, rồi một số cái vấn đề thắc mắc. Mà việc bổ nhiệm ông này trở thành một Bộ trưởng Tư pháp thì rõ ràng đây là một cái vấn đề đang gây tranh cãi. Và điều này sẽ có những cái chuyển biến trong ngày mai. Anh Vinh, trước khi mà đề cập đến một nhân vật Matt Gates này thì không biết là anh có cái suy nghĩ gì không về cái cuộc gặp gỡ giữa ông Joe Biden và Tổng thống Trump trong ngày hôm nay? Cảm ơn anh. Thưa quý vị khán giả và thưa các hai anh, thì theo như cái suy nghĩ của Vinh đó, nó vẫn là một cái màn kịch, giống như lần trước cô đã có dịp thưa chuyện với quý vị là cái diễn biến của câu chuyện nó xảy ra ở phía đằng sau lưng, và cái mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta nhìn thấy cái bàn tay nó thay đổi, nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái găng tay thôi, còn bản chất cái ngón tay nó ở bên trong nó điều khiển cái bàn tay như thế nào thì cô Vinh vẫn nghĩ rằng là có một cái thế lực nào đó. Thế thì quay trở lại rằng là ngày hôm nay giống như anh Hải nói là ông Trump khi ông bắt tay thì ông nghiêng cái người xuống, ông lean toward, tức là ông hướng về phía của ông Biden và tỏ vẻ hơi là trân trọng và hơi là nhã nhặn và nhún nhường.
Thế thì Vân vẫn nghĩ rằng đây là một cái bản diễn ở bên ngoài, sau lưng như thế nào đó, có thể là phía ông Trump và nội các thì vẫn còn đang cay cú hoặc là đang tức tối, bởi vì cái người mà mình bắt tay đó không ít ngày trước đây là đã tìm cách là hại mình, mà thậm chí hại cho đến chết. Cái việc mà hại bao gồm có cái cuộc diễn biến là J6, tức là January 6, tố cáo rằng là cái việc mà đến cái tòa bạch Capitol Hill đó là một cái sự gây rối và phá hại cái nền độc lập. Rồi đã tìm cách, nếu mà bị kết tội thì ông Trump có thể bị vào tù từ nhiều năm đến vài chục năm. Rồi cái việc bố ráp ở năm 2022, đã FBI đã đột kích vào tòa nhà Amalago của ông Trump, bố ráp cái nơi tư gia của ông như vậy. Nếu mà bị kết tội thì ông Trump cũng bị kết tội từ vài chục năm tù. Rồi nếu mà những cái việc mà nói là ông Trump là bắt tay với lại Nga Xô để mà bán cái nước Mỹ này, và điều đó nếu bị kết tội thì cũng sẽ là nhiều năm tù, hoặc có thể là dẫn đến tội tử hình. Và cái điều đó có nghĩa rằng là hai cái bên đó đối với nhau là đối đầu một cách kịch liệt, đối đến mức độ là án mạng, đối đến mức độ là anh sống tôi chết và tôi sống anh chết, chứ không phải là cái chuyện đơn giản là cười trừ với nhau. Nhưng mà ngày hôm nay khi ông Trump ống đến tòa Bạch Ốc theo lời mời của ông Biden thì nó dấy lên hai cái vấn đề. Một mặt đó là người ta nghi ngại rằng đấy có thể là một cái bẫy mở ra để cho ông Trump có thể bị dính một cái loại anthrax hoặc là một cái loại bột nào đó, hoặc là có thể bị nghi ngờ bị đầu độc hoặc là bị giết hại hoặc là một cái gì đó. Cái đó là người ta những cái thuyết mà người ta đưa ra là có thể xảy ra. Cái thứ hai là ông Trump phải đối mặt ở cái mức độ là về vấn đề gọi là ngoại giao, xã giao. Tức là tôi không thích anh, tôi ghét anh, tôi căm thù anh, tôi hận anh đi chăng nữa thì tôi vẫn phải bắt tay em vào trong miệng, tôi vẫn phải cười. Cái đó là cái ngoại giao, xã giao của cái cuộc sống. Bây giờ vấn đề đặt ra là như thế này. Có thể ông Trump cũng hiểu được Biden chỉ là một con rối, cũng nhiều chữ con rối, tức là một cái diễn kịch viên ở bên ngoài làm theo lệnh của một cái đạo diễn nào đó, một cái thế lực ngầm nào đó nằm sau lưng. Và người ta cũng nói rằng là bây giờ nếu ông Trump từ chối gặp ông Biden thì xem ra là quá hận thù. Mà bà vợ của ông Trump đó thì bà đã từ chối gặp bà Jill Biden. Mà người ta cho rằng là cái việc từ chối đó là đúng, tại vì nếu bà vợ ông Trump gặp bà Jill Biden đó thì xem ra là không có hận thù gì ở đây hết. Thì cái bà vợ ông Trump trong cái buổi phát biểu ngày hôm nay, bà rất là tức bởi cái việc cái tư gia của bà bị xâm phạm một cách nghiêm trọng trong cái đợt mà báo bố rác ở cái tòa nhà Alamo đó. Thì cái điều đó nó vẫn còn ấm ức, và bà cảm thấy rằng là đồ đạc của bà bị xáo tung và cái sự riêng tư của bà bị xáo trộn ở trong đó. Và đặc biệt là chồng của bà là từng là một tổng thống một cái nước mà mạnh nhất hành tinh này mà còn bị FBI làm như thế, thì mất mặt mũi rất là quan trọng. Và đồng thời trong cái việc hoạt động đó thì người ta thường thường gọi là người ta gặp nhau ở cái mức độ đồng cấp, tức là bà đệ nhất phu nhân sẽ gặp đệ nhất phu nhân, tổng thống gặp tổng thống và phó tổng thống gặp phó tổng thống. Thì trong khi đó ông J.D. Vance đã từ chối gặp bà Kamala Harris rồi. Thì bây giờ nếu mà ông Trump từ chối nữa thì nó sẽ dấy lên cái sự căng thẳng và làm cho người ta nghĩ rằng đó là cái sự trả thù. Và cái điều này rất quan trọng, giống như là anh Hải vừa nói là khi mà ông Trump đặt cái ông Matt Gaetz vào trong cái Bộ Tư pháp á, thì bên Đảng Dân Chủ và những người theo Đảng Dân Chủ sẽ cho rằng đây là một cái cuộc phản công mạnh mẽ, bao gồm các cái việc gọi là trả thù một cách tàn bạo và đặc biệt là sẽ kết án những người đã từng kết án những người kia. Và như vậy, nhưng mà nếu mà nói một cách công bằng thì những người trong cái cuộc biểu tình là J6 đó, là January 6 đó, là người ta là bị kết tội đó là tội chính trị. Người ta chỉ vì lòng yêu nước, người ta chỉ vì phẫn uất, người ta chỉ vì bực bội tức tối mà người ta đến cái Capitol Hill vào ngày hôm đó và vô tình người ta bị lôi kéo vào trong một cái cuộc mà biểu tình. Nhưng mà sau đó thì bị vu khống rằng cuộc biểu tình đó là một sự chống đối lại với nền dân chủ và chống đối cái này là Vinh nè. Và mặc dù chúng ta đều nghĩ một cái quả bầu cử đã sai, nên cái đó Vinh nghĩ rất là quan trọng trong cái việc gặp nhau hôm nay ạ. Cái ngày hôm nay á, là người ta đặt dấu hỏi thế này: tại sao không có bà Kamala Harris làm một? Thì ông Joe Biden đã trả lời vì bà không có vai trò trong cuộc họp này. Cái thứ hai là bà vợ của ông Donald Trump cũng không đi dự. Nó có lý do hết. Tức là trong cái chuyện này mà chúng ta nhận định là có một cái gì đó là thâm cung bí sử. Và bà Chiêu là cái bà được biết rất nhiều cái điều này. Do đó là chỉ có bà Jill, ông Joe Biden và ông Donald Trump gặp nhau mà thôi. Và ba người này gặp nhau trong vòng gần 2 tiếng đồng hồ. Thế thì người ta đặt hỏi rằng có phải rằng, cái này là cái nguồn tin cho quý vị. Có nhiều người đặt ra cái nguồn tin rằng là 2020 là bên Dân Chủ đã cướp trắng của ông Donald Trump. Và bà Jill là người nắm tất cả những bí mật này. Do đó bà muốn gặp riêng chỉ một mình ông Trump mà thôi. Bà tiết lộ một cái gì đó.
Và bằng chứng bà đã gửi một cái lá thư cho ông Trump. Nội dung bên trong nói cái gì không ai được biết. Là cái điều mà chờ thời gian sẽ trả lời. Sau đó ba người chụp hình thì bà Chiêu lại mặc tiếp tục mặc cái áo đỏ. Người ta đã mặc áo đỏ như vậy là bà ủng hộ MAGA rồi. Rồi sau đó bắt đầu ông Trump rời cái là lại có cái tên ông Mark Gates được là Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Trong cái ngày bầu cử thì bà cũng mặc nguyên cái bộ đỏ này. Các anh đừng có quên cái điều đó. Không biết là bà bầu cho ai? Quý vị nghĩ là bà này trong ngày bầu cử thì bà đi bầu cho ai? Bà lại mặc nguyên một chiếc áo màu đỏ mà có vườn màu đỏ như thế này. Thì rõ ràng là cái chuyện mà hai bên thù hận nhau thì chắc là chưa có bỏ qua được đâu. Và ngay cả bà vợ của Tổng thống Trump, Melania, bà cũng công khai nói cái điều đó là vì bà cảm thấy là cái sự riêng tư của bà bị xâm phạm trong cái cuộc mà đột kích của FBI vào tư gia của bà ấy vào tháng 8 năm 2022. Và cho đến thời điểm hiện nay thì vẫn chưa được một lời xin lỗi. Mà bà biết được FBI vào nhà thì phải có cái sự đồng thuận của ông Joe Biden. Mà bà chờ đợi một cái sự xin lỗi từ bấy lâu nay vào khám làm mất mặt mũi của vợ chồng bà ấy mà không tìm ra được một cái chứng cớ gì cho là ông Trump đã phạm tội cả. Nhưng mà theo đây á, nếu luận về chính trị học á, thì cuộc gặp gỡ này có sự dàn xếp. Bà Melania lấy lý do đó để không được gặp. Và bên kia cũng muốn bà Melania lấy lý do đó để có cái chuyện bí mật chỉ ba người mà thôi. Nếu bà Melania mà đi, chưa chắc bà Chiêu đã tiết lộ những bí mật quan trọng vậy. Nếu tôi nói ví dụ bà Melania mà đi, bà Chiêu tiết lộ bí mật gì đó, báo chí và kể cả tình báo sẽ khai thác bà Melania. Bà đã biết cái gì. Do đó họ đều lấy lý do. Thứ nhất, bên ông Joe Biden lấy lý do là bà Kamala là không có vai trò trong cuộc này. Rồi bên ông Trump đó thì bà này lấy lý do là vì xâm phạm đời tư của tôi vụ khám xét. Thế thì chỉ có ba người. Và bây giờ chỉ có ba người mà thôi. Joe Biden và bà Chiêu là một. Mà bà Chiêu là cái người biết rất nhiều. Thậm chí bà Chiêu còn là người dẫn dắt ông Joe Biden đấy kìa. Những đoạn phim người ta thấy á, là ông Joe Biden nó lại nghe lời bà Chiêu. Thậm chí lần mà tranh cử đầu tiên á, tranh luận xuống, ông vừa xuống bà nói là Good job, four more years, thấy không? Và thậm chí sau đó họp nội các á, bà Chiêu ngồi giữa các bộ trưởng ngồi hai bên. Người ta bảo như vậy là Mỹ đã có tổng thống nữ rồi. Thế thì bây giờ hai bên đều đưa ra lý do này lý do kia để không cho bà Melania đi gặp và cũng không để bà Kamala đi gặp. Bây giờ bí mật này chỉ có ba người. Mà ông Trump, ông biết thì không bao giờ tiết lộ cho ai hết. Bí mật gì thì chúng ta vẫn còn chưa có biết được. Nhưng mà cái lời diễn giải của anh nó cũng rất là thú vị. Anh Phan, nhưng mà anh nói đi. Ok, như thế này nào, tại vì Quốc Vinh lâu này không có lên trên chương trình nên hôm nay Vinh thử nghiệm lại là Vinh đang livestream bên cái Facebook của Vinh đó thì có độ vài chục người theo dõi, mà những tội nghiệp họ quá, họ lắng nghe nhưng mà họ nhìn cái mặt của Vinh này không có đẹp trai tí nào hết mà phải chịu đựng cái mặt của Vinh hoài. Kiểu có cách nào Vinh giới thiệu cho họ cái đài của anh để họ coi trực tiếp bên đài Sonley TV như thế nào không? Vinh chưa rành làm sao để coi được chương trình của anh. Anh cứ lên YouTube anh bấm vào Sonley TV là nó ra thôi ạ. Còn bây giờ, ngay bây giờ có live đang live trực tiếp không? Thì bây giờ đang live trực tiếp đó anh. Nhưng mà người ta sẽ cần làm thế nào để người ta tìm được anh bây giờ? Thì người ta vô YouTube, người ta bấm Sonley TV thì ra. Ok, vậy Quốc Vinh thưa chuyện với quý vị, mấy chục quý vị đang nghe Quốc Vinh là livestream bên này, live tội nghiệp quý vị quá, quý vị gõ trong Sonley TV nhá. Rồi sau đó mình nghe, rồi khi mà anh Sonley anh đưa những cái data, những cái dữ kiện để anh có bản đồ, có biểu đồ, có con số, có hình ảnh đó. Còn nếu mà quý vị coi bên Quốc Vinh này thì có mỗi cái mặt của Quốc Vinh không thì nghe nó chán quá. Thì Quốc Vinh mời quý vị mở trên YouTube Sonley TV nha. Về đó có mấy ngàn người cùng coi luôn và chúng ta trò chuyện bàn luận với nhau luôn nha. Quốc Vinh xin tạm biệt quý vị ở trên cái channel riêng của Vinh, tại vì Vinh để quý vị nghe mà không có được thấy trọn vẹn, chỉ thấy Vinh nói một chút xíu thì nó không có fair nha. Quý vị cho chuyển sang Sonley TV, ok? Cảm ơn quý vị. Rồi, Vinh đã rồi bây giờ chúng ta tiếp tục cái cuộc trò chuyện. Dạ, rõ ràng là hai bên vẫn còn cái sự căng thẳng thôi anh. Cái earpiece nó làm sao khó chịu quá nãy giờ. Đúng, mình cũng khó chịu, khó nghe và khó nói. Mất tập trung quá. Anh mở ra, bây giờ anh để cái dung lượng, cái vô dung lượng nó nhỏ lại nó không bị echo. Không sao đâu. Cố gắng hết cái này là sao đâu. Rõ ràng là hai bên vẫn còn một chút căng thẳng với nhau, đúng không nào? Cho nên là bà Melania, bà đã cố tình vắng mặt. Và bà công khai cái điều đó, bà không có giấu. Nhưng mà về cái thái độ của Tổng thống Trump thì chúng ta có thể thấy là ông ấy đã dịu đi rất là nhiều.
bắt tay rất là kiểu rất là đầm thắm với ông Biden và chịu lắng nghe. Hai người nói chuyện với nhau không còn như là cái kiểu như đối thủ mà công kích nhau nữa. Mà ông Trump nói một cái câu như thế nào? Để cho anh nhớ coi. Tổng thống Trump có nói là chính trị là... Nói nôm na như là nó rất là gay gắt. Chính trị nó rất là khủng khiếp, táo bạo, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì hôm nay là một ngày đẹp trời. Thế giới thì nó tốt đẹp lại rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau có một cái cuộc gọi là chuyển giao quyền lực một cách suôn sẻ. Đó, một cái thông điệp nó rất là ngắn gọn, đơn giản thôi. Dường như là ông Trump muốn hàn gắn lại. Thì không biết là hai anh trong cái buổi nhậm chức của ông Trump vào ngày 20 tháng Giêng sắp tới này đây thì theo cái ý kiến cá nhân của hai anh, hai anh muốn nghe điều gì từ ông Trump? Anh Hải? Hiện nay thì trước đây ông Joe Biden đã có hứa rằng là đợt ông Trump mà tuyên bố nhậm chức thì ông Joe Biden sẽ đi. Cái thứ hai là trong nguyên tắc chính trị đó có một điều bất di bất dịch. Tất cả những ai làm chính trị mà thuộc lại bí mật thì phải thuộc cái câu một kín hai hở ba loạn. Cho nên ông Trump ném đi chỉ một mình ông thôi là kín. Không cho ai đi theo để những bí mật đó người ta địch thủ mới sợ. Chứ nếu mà cho vợ đi theo hay cho một người phụ tá đi theo, người ta sẽ khai thác người phụ tá đó, nó sẽ ra thôi. Chính vì điều vậy mà bên chủ họ đang lo. Họ không biết rằng là bà Chiêu đã nói cái gì, tuyên bố cái gì hay là đưa bí mật gì. Mà tại sao ông Trump vừa về một cái là ông tuyên bố ông đưa Margaret vô là Bộ trưởng Tư pháp đến. Là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó, trong cái vấn đề gặp này chưa có cái tiền lệ. Bởi vì bên phía dân chủ mới thua mà thua nặng. Mà tại sao ông Joe Biden lại muốn gặp ông Trump liền? Đấy, cái vấn đề đó ở chỗ đó. Rồi bây giờ sau đó là ông Trump hầu như ông bổ nhiệm là toàn những người cực hữu thôi. Tức là những người phải nói là bên chủ họ gọi một câu là hiếu chiến đó. Toàn những khuôn mặt gọi là cực hữu. Mà một điều nữa, ngày hôm nay người ta vẫn bình luận làm sao cái đợt này á, trong nội các của ông Trump đa số là thành phần gọi là đạo Thiên Chúa. Ông J.D. Vance cũng công giáo nè, ông Mason cũng công giáo nè, Rubio cũng công giáo nè, Margaret là tin lành nè, đại khái là những người phải nói rõ ràng là nó có sự thay đổi rất là lớn. Mà sự thay đổi này á, nó có tác động đến rất nhiều cái vấn đề gọi là quá khứ của đảng Dân Chủ. Ông Trump tuyên bố là tôi sẽ tát cạn đầm lầy từ vấn đề biên giới, bây giờ bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tư pháp toàn là những người gọi nó là hiếu chiến và có những cái gọi là bất đồng với lại Dân Chủ. Thì rõ ràng cái ngày hôm nay ông Trump gặp đã để lại cho đảng Dân Chủ một cái gì đó. Nó lo sợ. Và một bà thượng nghị sĩ, bà Warren, bà nói bây giờ đảng Dân Chủ phải đoàn kết lại để chặn đứng tất cả những chính sách của ông Donald Trump trong ngày mai. Và hôm nay về thượng nghị sĩ đó, thì ông Thân là đã đắc cử rồi. Và sau cái đắc cử, ông Thân nói chuyện với ông Donald Trump liền. Thì ông Thân nói rằng ông sẽ ủng hộ ông Trump. Và ông Trump nói là những người mà tôi đề cử, tôi mong Thượng viện là phải chuẩn chi để cho chúng tôi làm cho nó lẹ. Thì rõ ràng trong ngày hôm nay nó có những nguồn tin không tốt cho đảng Dân Chủ. Và họ càng lo sợ hơn trong tương lai. Vâng, cảm ơn anh. Anh Vinh có gì muốn bổ sung không? Cô Vinh nghĩ rằng là Tổng thống Donald Trump tái đắc cử đặt ông ta vào trong một cái tình huống rất là khó xử. Mà cần một cái sự khôn ngoan, khéo léo, cần một cái sự dàn xếp đôi bên. Bởi vì nếu mà ông ta tỏ ra rất cứng rắn, thì người ta sẽ đổ hô cho ông là trả thù. Nhưng nếu mà ông ta tỏ ra mềm yếu, thì cái việc tha thử này nó sẽ không có kết quả gì hết. Bởi vì rõ ràng chỉ có vài ngày trước đây, người ta đã tìm cách triệt ống cho đến tận cùng, bậm số luôn. Tức là vừa đột kích nhà, vừa đưa ra tòa án, vừa vấy cho ông cả hàng 34 cái vụ tội danh khác nhau, rồi ám sát hụt vài lần. Thì rõ ràng là bây giờ ông Trump đứng trong một tình trạng rất khó. Nếu như ông ta không đủ cứng rắn để thiết lập một cái bộ nội các mạnh mẽ để mà thay đổi những cái gì mà Đảng Dân Chủ đã cài cấy vào trong suốt 4 năm vừa qua, thì 4 năm tới nữa ông sẽ ra đi và không tạo được cái sự thay đổi đáng kể. Nhưng nếu bây giờ ông tỏ ra rất cứng rắn mạnh mẽ, thì người ta sẽ đổ hô cho ông là cái tội là phải trả thù ác độc hoặc là độc tài. Và cái vai trò của ông Trump bây giờ nó giống như, nếu mình nhớ không lầm, thì giống như ông John Adams, vị tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ. Khi mà ông John Adams, ông yêu cầu mọi người để đứng lên để ký cái bản hòa ước, xin cái bản tuyên ngôn độc lập chống lại thực dân Anh vào thời bấy giờ, đã rất là khó cho ông. Bởi vì làm mạnh quá có thể là người bên Anh người ta sẽ tìm cách ông tử hình ông. Và nếu làm yếu quá thì không đủ nước Mỹ đứng lên. Và cái nhiệm vụ của ông John Adams lúc đó rất là quan trọng, là ông phải dung dị, ông phải điều hòa, ông phải phối. Nên cô Vinh nghĩ đó,
Một phần qua cái cuộc bầu cử vừa qua ông Trump cũng mệt mỏi, nên ông có dịu dàng hơn, ông có nhỏ nhẹ hơn, ông từ tốn hơn. Nhưng một phần cũng qua 4 năm của cái cuộc làm tổng thống của ông từ năm 16 đến năm 2000, đồng thời và qua 4 năm vừa rồi, có như về nhà tu thân tích đức, thì ông cũng trở nên một con người tốt đẹp hơn, dịu dàng hơn, nói chuyện đàng hoàng hơn, và cũng Vinh nghĩ ông cũng khôn ngoan hơn rất nhiều trong các cái vấn đề mà đối xử. Đâm ra Vinh nghĩ là ông Trump bây giờ đóng một cái vai trò rất độc và đang giữ một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc ngoại giao. Một mặt là phải tỏ ra cứng rắn, nhưng một mặt phải tỏ ra rất yếu mềm. Nhưng mà cái sự yếu mềm đó chỉ là bề ngoài để yếu mềm thôi, chứ sâu trong lòng ông đang rất là cứng rắn, do cái việc mà ông bổ nhiệm những cái bộ nội các, cháu Duyên Hải vừa nói là những người có khuynh hướng theo đạo Công giáo hoặc đạo Thiên Chúa giáo, và có những người có những kỷ lục hoặc có những cái thành quả rất tốt trong cái việc là nếu mà cái người đó mà đã từng làm trong cái ban bệ nào đó, ví dụ như cái người đó có giỏi về kinh tế thì sẽ được đứng ra làm về kinh tế, người nào giỏi về biên giới thì làm biên giới, và người nào giỏi về tòa án hoặc là cứng rắn về tòa án thì sẽ gỡ cái vấn đề. Bởi vì nếu ông Trump mà không có ân xá cho những người mà chây xích đó, thì xem ra là những người bị tù nhân chính trị đó họ bị oan, họ bị thối rữa ở trong tù do cái việc họ ủng hộ ông mà bây giờ họ rụt ngã trong tù. Nhưng mà nếu ông Trump ra lệnh làm một cách cứng rắn ngay lập tức thì người ta lại cho rằng là ông lạm dụng cái quyền lực của ông. Đâm ra Vinh nghĩ là cái vị trí của Tổng thống Donald Trump bây giờ rất là khó khăn, không hề dễ dàng tí nào. Nhưng Vinh thấy ông đang làm rất là hay, ông vừa uyển chuyển ở bên ngoài mà đang cứng rắn bên trong, và đó là cái điều tuyệt vời nhất hiện nay của Vinh đang nhìn thấy. Cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta hãy nói đến những nhân vật mà Tổng thống Trump đang bổ nhiệm. Thì ngày hôm qua chúng ta có chia sẻ rất là nhiều nhân vật rồi. Có 3 người phụ nữ ở trong đó. Lát nữa thì chúng ta sẽ bàn nhắc tới sơ qua. Nhưng mà ngày hôm nay thì có 2 nhân vật nữa mà đang gây tranh cãi rất nhiều, đặc biệt là trong giới truyền thông của cánh tả. Và người đầu tiên là anh Hải vừa nhắc tới, đó là ông Matt Gaetz. Đây là một người dân biểu của tiểu bang Florida mà kỳ vừa rồi đã gây sóng gió tại Hạ viện khi mà nhóm Cộng hòa muốn bầu ra một Speaker of the House là ông gì xin chủ tịch Hạ viện. Đúng rồi, chủ tịch Hạ viện, ông gì đó? McCarthy. Yeah. Thì ông này là rất là mạnh miệng, mà bây giờ thì Tổng thống muốn bổ nhiệm ông ấy là một Attorney General, Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đây. Thì nó gây lên một cái sự chỉ trích rất là nhiều, tại vì nhóm ở bên truyền thông cánh tả cho rằng đây là một người rất là cực đoan. Thì không biết là hai anh có ý kiến gì không về nhân vật này. Hình như là Tổng thống Trump đang bổ nhiệm những người, thứ nhất là trẻ tuổi, và thứ hai là có những cái khuynh hướng ma gà như ông ấy, để mà thưởng cái di sản mà ông để lại. Anh Hải. Vấn đề ông Matt Gaetz á, thì ông có một mối thù với Đảng Dân Chủ. Tức là trước đây ông có dính vào một vụ án tình dục, nhưng mà phía Dân Chủ là không đủ bằng chứng để kết án ông. Và từ đó là ông có một cái nhìn không tốt đẹp về Đảng Dân Chủ. Cái thứ hai, ông này là trẻ mà thuộc dạng gọi là cực đoan, cực hữu đó. Và tất cả những ai theo dõi cái cuộc bầu cử của ông McCarthy đó, vào vòng 14-15, thậm chí có một dân biểu nhào đến muốn đánh nhau với ông Margaret rồi mà. Ý ông bảo là bây giờ bỏ phiếu đi, cho nó xong đi. Nhưng mà ông lại bảo cái người mà tôi bỏ phiếu phải làm theo ý của tôi mới chịu. Nhưng cuối cùng thì dàn xếp phòng 15, ông McCarthy mới thắng. Rồi sau đó lúc đó, vì sao lúc trước là bàn nhau là 5 phiếu, có người đưa ra 5 phiếu cũng được. Cuối cùng chính Margaret nói rằng bây giờ nếu mà làm chủ tịch viện, nếu có gì mà sai lầm hoặc là không có thỏa ước nữa, chỉ cần một người thôi, một phiếu là cũng có thể record được. Và cuối cùng ông McCarthy chấp nhận. Và chính vì chấp nhận như vậy mà ông Mark này là ông bắt đầu với McCarthy về vấn đề gọi là ngân sách. Ông yêu cầu gọi là chốt phế. Và cuối cùng ông McCarthy đã phải ra đi vì ông này. Và từ đó Margaret này là biểu tượng cho những người mạnh mẽ, cương nghị, quyết đoán và dám làm. Và đặc biệt là trong cái thế cờ mà Bộ Tư pháp của bên chính quyền Joe Biden đã làm rất nhiều những vụ án, chẳng hạn như vấn đề mấy vụ án của ông Trump này, 6 tháng giêng này, rất nhiều vụ án. Mà bây giờ bên Cộng hòa bổ nhiệm ông này làm Bộ trưởng Tư pháp, thì bên Dân Chủ họ cho rằng đây là một sự trả thù. Và ông này lên thì chắc chắn ông sẽ không bỏ qua bất cứ một người nào, kể cả những người Rhino trong Đảng Cộng hòa nữa. Do đó cái việc mà bổ nhiệm ông này nó bắt đầu gây tranh cãi liền. Thậm chí có những anh em Dân Chủ lên mạng kêu trời ơi, tại sao lại bổ nhiệm ông này? Thì rõ, nhưng mà tại sao bổ nhiệm ông này sau khi lại gặp ông Joe Biden? Nó có khúc mắc ở điểm đó. Cái thứ hai đó, Angela có nói ngày hôm nay ông Donald Trump lại bổ nhiệm bà Tulsi Gabbard.
làm giám đốc tình báo an ninh quốc gia. Mà thấy rõ ràng là chiều hướng của ông Trump á, ông đã nhìn thấy rồi. Theo chúng tôi nhận định á, là có thể sau 4 năm, ông J.D. Vance ra làm ứng cử viên tổng thống. Thì trong 4 cô này sẽ có một cô làm liên danh phó tổng thống để lấy số phiếu của phụ nữ. Mới đây chỉ có mấy ngày thôi mà ông bổ nhiệm cô Tushigaba là người thứ tư, là con gái, mà người có tài năng, có triển vọng mà còn trẻ nữa. Thì rõ ràng là ông Donald Trump đã nhìn rất xa. Thứ nhất là chọn ông Mark Gates này là để làm sáng tỏ tất cả các vụ án của ông Trump. Coi như từ ông Ivan Rack rồi bên bà James đại khái, những vụ án bây giờ coi như là phải hủy bỏ. Và những ai không hủy bỏ, tức là gọi là chơi tới cùng, thì khi ông đã lên Bộ trưởng Tư pháp rồi, ông cần chỉ thị cái cấp trên của người đó thôi, sẵn sàng tha thải cái người kia thôi. Thì rõ ràng việc ông này lên là một bất lợi cho bên Đảng Dân Chủ trong các vụ án. Cho nên đây là một vị mà đang gây tranh cãi rất nhiều. Nhưng tuy nhiên Đảng Cộng Hòa ngày hôm nay họ đã thống kết, đã coi như là đoàn kết với nhau là bầu ra ông Thơn là đại diện cho là Thượng viện rồi. Mà ông này sau khi đắc cử xong là ông điện trong trong điện, ông bảo tôi sẽ hợp tác với ông và làm theo ý muốn của ông. Thì rõ ràng theo luật hiện nay là khoảng 51 người là có thể thông qua. Mà bên Đảng Cộng Hòa đã nắm 53 ghế. Thì rõ ràng điều này đã giúp cho ông Trump khá nhiều. Anh Vinh. Dạ vâng. Quay trở lại cái Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì Quốc Vinh nghĩ cái vị trí này nó rất là quan trọng và Vinh đoán nha. Cái việc mà kiên quyết của ông Trump đợt này nó có ảnh hưởng âm hưởng, có nhiều chữ âm hưởng của cái việc mà nếu quý vị còn nhớ là ông William Barr, Tổng trưởng Tư pháp ngày xưa mà đã nhiều lần từ chối là không có giúp ông Trump trong cái việc mà định ra là cái phiếu nó sai hay không sai. Và quý vị còn nhớ là ông Tổng trưởng Barr là cái người mà chúng ta đã hướng hy vọng vào, là hy vọng ông ta đã sẽ quyết định là đây là cái cuộc bầu cử không có đúng. Rồi sau đó chúng ta bị Mike Pence, người ta cũng mong đặt hy vọng là ông sẽ giúp ông Trump, nhưng mà hai người đó đã không giúp. Nên là Vinh nghĩ là bây giờ ông Trump đưa ông Matt Gaetz vào trong đó có để một phần để giải quyết cái hậu quả của cái việc ngày xưa ông đã tin không có đúng người và không đủ mạnh. Cái thứ hai nữa là cái việc mà Đảng Dân Chủ đưa vào hơn 20 triệu người illegal immigrant, tức là những người di dân bất hợp pháp đó, nó sẽ gây ra một cái thảm họa nghiêm trọng cho cái đất nước này. Và cái việc Bộ trưởng Bộ Tư pháp bây giờ phải có cái cánh tay rất là mạnh mẽ để có thể giúp trục xuất được. Và bây giờ ông đã ra cái lệnh là sẽ trục xuất những cái người di dân bất hợp pháp, đồng thời ra lệnh luôn cái việc là cấm người ta thuê mướn những người di dân bất hợp pháp. Tức là ngày hôm nay ra lệnh là nếu mà sai người nào mà mướn những người di dân bất hợp pháp có nguy cơ bị phạt 2.500 và sau đó có thể bị phạt lên tới 5.000 đồng, và có thể là bị phạt nhiều hơn nữa, làm cho những người di dân này không có công ăn việc làm và có thể là phải tìm cách để mà phải đi về hay như thế nào đó. Thì nó sẽ xảy ra hai cái trường hợp, là một đó là nó gây xáo động cho toàn bộ xã hội, tại những người này 20 triệu người mà không có việc làm, họ sẽ dẫn đến là trộm cắp hoặc là cướp bóc hoặc là tàn tệ hơn nữa, hoặc hai là họ sẽ đi phá làng phá xóm phá hại. Thì nếu mà cái người tổng trưởng tư pháp mà không đủ cứng thì sẽ không có đưa ra cái bộ luật dứt khoát để tạo ra cái việc trục xuất những người bất hợp pháp này về. Với lại có một cái điều nữa là cái J6, tức là một cái cuộc mà kết tội những người mà theo ông Trump vào thời đó là những người phản động, và cái chữ kết tội đó đã đưa vào nhiều người vào trong tù. Và đặc biệt là Quốc Vinh cảm thấy là người ta rất là ác với nhau, và kể cả người Việt nữa cũng đã tố cáo nhau là những người đã có mặt ở trong cái Capitol Hill vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, năm đó, làm cho nhiều người bị tù và có những án tù lên tới 20 năm hoặc hơn. Thế thì nếu mà cái ông bộ tổng trưởng tư pháp này mà không đủ cứng thì sẽ không có ra được cái lệnh để mà xóa án tù cho những người tù nhân chính trị đó, và đồng thời cũng không đủ mạnh để mà đưa cái án đưa ra cái pháp luật để mà ủng hộ hoặc là bảo vệ ông Trump. Bởi vì cái việc mà ông Trump bị kết tội liên quan đến Nga Xô, hoặc là kết tội là che giấu tài liệu giả để dẫn đến cuộc đột nhập, hoặc là kết tội là phản quốc hay này kia cái đó, hoặc là liên quan đến là Ukraine, thì những cái đó nó trở thành một cái tiếng rất là xấu mà những người dân chủ nếu mà nghe tin một cách hời hợt thì nghĩ là ông Trump là cái người phản quốc, và bây giờ cái người tổng trưởng tư pháp là cái người sẽ khôi phục lại cái tiếng tăm và cái quyền lợi và cái như là cái danh dự, cái uy tín của ông Trump. Nên cái người chống chính pháp này nếu không đủ cứng thì sẽ không làm được cái điều mà chúng ta muốn, và nó chỉ tạm thời được 4 năm, và sau đó khi mà ông Trump ống đủ già, hoặc là ống xuống chức, hoặc là ống qua đời, thì tất cả mọi cái chuyện ngày hôm nay nó không còn ý nghĩa nữa. Nên cái việc mà ông đặt ông Matt Gaetz này, của quân cho rằng đây là một cái nước đi chiến lược trong cái ván cờ này. Đó là suy nghĩ của mình. Các tôi xin bổ sung á, sở dĩ ông Donald Trump chọn ông Matt Gaetz này là ông cho ông này toàn quyền. Và sau này có cái chuyện gì ông bảo đâu phải tôi đâu. Cái được quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp mà. Theo luật lệ đàng hoàng. Đó, cái thâm ý ông Trump nằm chỗ đó.
Dạ. À, một điều đáng chú ý nữa là chúng ta có thể thấy là những người mà Tổng thống Trump mới bổ nhiệm đó, đây toàn là những gương mặt trẻ thôi. Ông Matt Gaetz thì khoảng 42 tuổi, còn Tulsi Gabbard thì cũng trên dưới 40 thôi. Còn rất là trẻ. Và một cái nhân vật nữa mà gây rất là nhiều những cái sự phẫn nộ trong giới truyền thông cánh tả trong ngày hôm nay, khi mà Tổng thống Trump bổ nhiệm đó, là một nhân vật mới tên là Pete Hegseth. Hegseth là một phóng viên của đài Fox News, cũng như là một cựu chiến binh 20 năm trong quân đội Hoa Kỳ. Anh chàng này cũng cũng còn trẻ thôi, nhưng mà có rất là nhiều những cái lời chỉ trích và phê bình cho rằng anh này chưa có đủ kinh nghiệm để mà làm cái chức vụ quan trọng như vậy, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, là một người phải nói là nắm trong tay tất cả những quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới. Một quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới. Thì anh này, không biết là hai anh nhận xét như thế nào, tại vì có những cái lời lẽ cho rằng, thì Vi Sơn cũng coi họ nói những điều gì, họ chê bai những gì. Thì cái anh chàng như là Van Jones ở bên CNN á, cho rằng quân đội Hoa Kỳ từ xưa đến nay là có đầu tư, phải nói là chưa có một quốc gia nào mà có thể so bì bằng. Cái số tiền mà quân đội Hoa Kỳ đầu tư vào, hoặc là đất nước Hoa Kỳ đầu tư vào cho quân đội, đứng nhất thế giới từ bao nhiêu năm nay mà đâu có một cái vấn đề gì đâu. Tại sao lại phải đưa một anh chàng mà không có kinh nghiệm như thế này vào cái chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng? Phải chăng là ông Trump có một cái âm mưu gì? Ông Trump muốn đem tất cả những người mà thân cận với mình vào trong những cái bộ phận quan trọng của đất nước để mà dễ dàng sai khiến hay là sao? Không biết là hai anh cảm thấy là đây có phải là một cái lựa chọn tốt hay là không? Anh Vinh? Bản thân Quốc Vinh cũng cùng cái suy nghĩ với rất nhiều người là khi một cái người có cái background, có cái nền tảng gốc, có cái kinh nghiệm làm việc trong một cái một đài phát thanh truyền hình nào đó, thì không phải là một cái chọn lựa tốt cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Mà Quốc Vinh vẫn, hồi đó Quốc Vinh vẫn nghĩ, hồi xưa trước khi mà ông Trump chọn, thì Vinh nghĩ có thể là Mike Pompeo sẽ lên trở lại với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao gì đó. Nhưng mà ông Mike thì là bị cái vi phạm là so với ông Trump thôi, là ông đã chỉ trích chính quyền Trump là làm việc không có hiệu quả. Rồi, nhưng mà thật lòng mà nói thì mình không thể hiểu được tại sao lại chọn cái ông Pete Hegseth này đó, với cái nguồn gốc, cái nền tảng là chỉ là một cái người phát ngôn nhân cho một cái đài phát thanh, đài truyền hình gì đó. Thì Vinh không biết là cái tài năng thật của ông nó nằm ở đâu, nhưng mà đây quả thật là một cái bài toán rất khó hiểu. Nếu quý vị nào có ý kiến hay thì quý vị có thể comment thêm, nhưng của Vinh không có câu trả lời. Ông cũng là một như là một thiếu tá ở trong quân đội anh, 20 năm phục vụ trong quân đội. Dạ. Ông cũng có kinh nghiệm rất là nhiều trong quân đội, tuy là không phải là tướng gì hết, nhưng mà cũng có kinh nghiệm ở nơi chiến trường. Mà có nhiều luồng ý kiến cho rằng quân đội Hoa Kỳ, đặc biệt là hải quân Hoa Kỳ đó, thì bây giờ cái số tàu chiến đó, cái số những cái chiến hạm đó, nó đã thua bên Trung Cộng rồi. Trung Cộng làm rất là nhiều, và dường như là cái sự hiệu quả của quân đội Hoa Kỳ nó không còn như hồi xưa nữa. Và bây giờ họ đang đấu tranh rất là nhiều với cái chuyện gọi là recruiting. Cái chuyện recruiting, cái chuyện mà đưa các bạn trẻ vào trong quân đội đó, chuyện nhập ngũ đó, thì luôn luôn họ có rất là nhiều cái khó khăn, là vì chúng ta đều biết là trong cái đại dịch vừa rồi là có rất là nhiều người bất mãn với quân đội Hoa Kỳ. Nó có những cái chính sách gọi là nếu mà không chích ngừa COVID thì một là chích, hai là anh phải đi ra lính, phải giải ngũ. Thì có rất là nhiều những người bất mãn, và đặc biệt là trong những cái đội đặc nhiệm, đội SEAL đó, họ cũng tình nguyện giải ngũ vì họ không chấp nhận cái chuyện mà bắt buộc họ phải đi chích ngừa, trong khi là họ không muốn. Còn vô số những cái vấn đề khác nữa, như là vấn đề chuyển giới, rồi vấn đề cái màu da của mình như thế nào, sắp xếp. Nói chung là nó có rất là nhiều những, và đặc biệt là cái vụ rút quân thảm bại vào năm ở Afghanistan nữa. Đó, cho nên là có rất là nhiều cái vấn đề mà hình như là Tổng thống Trump cảm thấy là cần một cái sự cải tổ gì đó, cần đem một cái gương mặt mới, một cái luồng gió mới vào trong quân đội để mà chấn chỉnh lại tình hình. Không biết là anh Hải nghĩ sao? Kính thưa quý vị, sau khi được tin ông Donald Trump đã chỉ định ông Hegseth này, thì Thượng nghị sĩ Dân Chủ bà Warren bà nói người này không có một kinh nghiệm gì trong vấn đề gọi là quốc phòng quân sự. Ông ta chưa có làm gì trong đầu nắm gốc hay là nằm trong cấp cao các tướng lĩnh của quân đội. Tổng thống Donald Trump, ông vừa thông báo một tin vui mừng. Ông nói rằng: "Tôi vui mừng thông báo rằng cựu giám đốc tình báo quốc gia
John Ratcliffe sẽ đảm nhận chức vụ giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA. Từ việc vạch trần sự thông đồng giả mạo của Nga là một hoạt động trong chiến dịch tranh cử của Clinton, cho biết việc bắt giữ FBI lạm dụng quyền tự do dân sự tại tòa án FISA. John Ratcliffe luôn là một chiến binh vì sự thật và trung thực với công chúng Hoa Kỳ. Khi 51 quan chức tình báo nói dối về máy tính sạch tay của Hunter Biden, có một người, John Ratcliffe, đã nói sự thật với người dân Hoa Kỳ. Except for 50,000 times, except for hundreds of times a day where I went back and forth expressing my personal opinions about effing Trump and stopping Trump and impeaching Trump on official FBI phones, on official FBI time. Other than that, you never crossed that line. I'm sure there are 13,000 FBI agents out there that are beaming with pride at how clearly you've drawn that line. Agent Strucker, you're starting to understand why some folks out there don't believe a word you say, and why it's especially troubling that you, of all people, are at the center of the three highest profile investigations in recent times that involve President Trump, and that you were in charge of an investigation investigating, gathering evidence against Donald Trump, a subject that you hated, that you wanted to F him, to stop him, to impeach him. And do you see why that might call into question everything you've touched on all of those investigations? Chairman, I'm done with this witness and I yield back. Tổng thống Trump chọn John Ratcliffe làm giám đốc CIA. Ratcliffe là người bảo vệ mạnh mẽ cho Tổng thống Trump và đặc biệt liên quan đến cáo buộc thông đồng với Nga. Ratcliffe đảm nhận chức vụ giám đốc tình báo quốc gia của Tổng thống Trump từ năm 2020 cho đến năm 2021. Từ việc vạch trần sự thông đồng giả mạo với Nga là một hoạt động trong chiến dịch tranh cử của Clinton, cho đến việc bắt giữ hành vi lạm dụng quyền tự do dân sự của FBI tại tòa án FISA. John Ratcliffe luôn là một chiến binh đấu tranh cho sự thật và sự trung thực với công chúng Hoa Kỳ, Tổng thống Trump cho biết trong một tuyên bố. Khi 51 quan chức tình báo nói dối về máy tính xách tay của Hunter Biden, chỉ duy nhất có một người, đó là John Ratcliffe nói sự thật với người dân Mỹ mà thôi. Theo như dự kiến thì tất cả 51 sĩ quan Intel này sẽ bị sa thải vì bị tước quyền tiếp cận an ninh. Nước Mỹ đang hồi phục rồi. Cảm ơn Donald Trump và Jerry Vance. Tổng thống Trump sẽ sa thải mọi viên chức hoặc mọi đặc vụ tại FBI, CIA, DHS, CDC v.v. Những người đã buộc các công ty công nghệ lớn phải kiểm duyệt sự thật về cuộc bầu cử năm 2020 và COVID. Ông cũng sẽ tước quyền miễn trừ an ninh của 51 quan chức tình báo đã nói dối về máy tính xách tay của Hunter Biden. Thank you for clarifying that. Yeah, on the subject of censorship, since we're on with Elon, you know, we know what's happening in Brazil. Sure, they blocked X. Now they've taken Starlink, to my understanding. Are we going to see any blowback if you and President Trump take office? Yes. About all of the censorship that happened before? Yeah. Mark Zuckerberg just released that letter saying, oh, I fell to, you know, victim to the FBI. Yep. Pressure.